Ngày 25 tháng 12, Tòa án Nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Văn Hà, 65 tuổi và Nguyễn Thị Hồng, 56 tuổi, là bảo vệ và tạp vụ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Việt Nam về tội chống người thi hành công vụ, xảy ra tại khu đất TH1, khu đô thị Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Đáng chú ý, vụ chống người thi hành công vụ được khởi đầu bằng tin báo bắt giữ người trái pháp luật. Suicide Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Tuy nhiên, kết quả điều tra của Công an quận Bắc Từ Liêm xác định không đủ căn cứ bảo vệ của bà Trần Kim Phương bắt giữ người trái pháp luật. Hội đồng xét xử đã cho triệu tập nhiều người làm chứng, người liên quan để làm rõ thêm tình tiết này. Ông Lê Văn Vàng khai, thời điểm xảy ra vụ bắt cóc, ông không ở hiện trường mà được nhân viên nhắn tin báo qua điện thoại. Ông đến khu vực lô đất, thấy các cổng bị khóa nên đã đến công an phường Cổ Nhuế 1 làm đơn trình báo nhanh, đồng thời gọi cho công an quận thông báo sự việc. Đặc biệt, Lê Văn Vàng khai từ ngày 1 tháng 8 đã gọi điện trực tiếp cho Phó Giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng để chỉ đạo việc nhân viên của ông Vàng bị bắt giữ. Như vậy, tại sao việc giải cứu con tin lại đến ngày 2 tháng 8 mới được tiến hành? Việc giải cứu con tin này có thực sự cần thiết hay chỉ là dàn dựng để phá cổng số 1 của lô đất TH1? Trong khi đó, bà Trần Kim Phương khai, sáng ngày 2 tháng 8, cả bà và ông Vàng đều có mặt ở Tòa án Nhân dân quận Bắc Từ Liêm để hòa giải một vụ án tranh chấp khác. Do đó, ông Vàng không đủ thời gian để từ tòa về lô đất. Sau đó lên công an trình báo và việc giải cứu con tin cũng không đủ thời gian để công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức lực lượng đến hiện trường. Từ đó, bà Phương đặt ra nghi vấn vụ việc gian dựng nhằm mục đích giải quyết theo hướng có lợi cho ông Vàng và bà Dung. Tại tòa, nhân chứng Nghiêm Nhật Anh cũng đưa ra nhiều hình ảnh để chứng minh việc bắt cóc không có thật. Theo hình ảnh được camera ghi lại, những nhân viên của trường Pasca được cho là bị bắt giữ thì suốt buổi sáng mùng 2 tháng 8 vẫn đi lại bình thường trong khu đất. Tại căn phòng trong lô đất, những người được cho bị bắt cóc đi lại thoải mái trong một căn phòng, bấm điện thoại, mở tủ lạnh lấy đá và có thể mở cửa để đi ra ngoài. Đáng chú ý, bà Nhật Anh cho biết lô đất TH1 có 4 cổng sắt, 2 cổng bị hàn và 2 cổng bị khóa. Tuy nhiên, khi lực lượng công an có mặt tại hiện trường lại không mở các cổng bị khóa vốn dễ dàng hơn, mà lại chọn cách đi cắt cổng số 1 đã bị hàn lại. Quá trình giải cứu con tin, nhiều công an đã trèo tường như chim nhưng vẫn tiến hành việc cắt cổng.